Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Như các bạn đã biết, thì với một kênh YouTube các bạn mới tạo, khi các bạn đăng video lên, thì rất ít người biết đến video của các bạn. Và video của các bạn cũng không được YouTube đề xuất đến mọi người sử dụng. Cho nên những bạn mới lập kênh YouTube, các bạn cần chú ý 3 điều sau để kênh của mình phát triển nhanh chóng và bền vững. Thứ nhất là đầu tư vào nội dung video. Các bạn nên đầu tư vào nội dung của video mình, nó thật là hấp dẫn để cho người khác xem rồi quay lại xem tiếp cái video của mình. Thứ hai là tạo một cái hình thu nhỏ cho video thật là chuyên nghiệp và thu hút người xem. Nếu các bạn chưa biết tạo một cái hình thu nhỏ cho video YouTube thì mình có một cái video chia sẻ cách tạo một cái hình thu nhỏ cho video YouTube rất là chuyên nghiệp và thu hút người xem. Thì đường link của video này mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận của video. Các bạn có thể vào đó xem để tạo cho mình một cái hình thu nhỏ cho video YouTube thật là chuyên nghiệp và thu hút người xem. Thứ ba là quảng cáo video của mình trên YouTube. Đây cũng là điều mình sẽ chia sẻ các bạn trong video ngày hôm nay. Thì việc quảng cáo này sẽ giúp cho video của các bạn được nhiều người biết đến. Và một ngày các bạn có thể kiếm được 5.000 lượt xem, 10.000 lượt xem, thậm chí là cả 100.000 lượt xem. Tùy vào số tiền các bạn đầu tư vào. Thì làm YouTube cũng như kinh doanh, buôn bán vậy các bạn. Các bạn cũng phải đầu tư vào, rồi các bạn mới kiếm được tiền từ cái số tiền đầu tư đó. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách quảng cáo video của mình trên YouTube. Rồi, đầu tiên các bạn mở trình duyệt Google Chrome lên. Rồi, các bạn đánh vào google.ads. Rồi, tại cái giao diện này, các bạn chọn vào Google Ads. Rồi, các bạn chọn vào đăng ký. Rồi, tại đây các bạn đăng nhập cái tài khoản Gmail của mình vào để đăng ký tài khoản Google Ads. Khi cái tài khoản Gmail này là cái tài khoản kênh YouTube của các bạn. Nếu như các bạn chưa đăng nhập cái tài khoản mình vào thì các bạn sẽ đánh cái tài khoản mình vào. Rồi các bạn nhập password. Rồi các bạn bấm vào tiếp theo. Rồi tại cái giao diện này các bạn chọn vào tài khoản Google Ads mới. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái giao diện này. Mục tiêu quảng cáo chính của bạn là gì? Thì trong ba cái mục này các bạn chọn vào mục nào cũng được. Tại vì mình đang tạo cái chiến dịch quảng cáo để đăng ký cái tài khoản, cho nên các bạn đừng có quan tâm nhiều. Ví dụ như mình chọn tăng lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký qua trang web. Rồi sau khi chọn xong, các bạn bấm vào tiếp. Rồi tại cái giao diện này, tên doanh nghiệp của bạn, các bạn đánh cái tên của mình vào hoặc là cái tên kênh YouTube của mình. Nói chung là mình đang tạo cái chiến dịch để tạo cái tài khoản Google Ads, cho nên các bạn đánh gì cũng được, không sao cả. Rồi sau khi đánh xong, các bạn bấm vào tiếp. Rồi tại cái giao diện này, các bạn chọn vào trang web của bạn. Nếu như các bạn có trang web thì các bạn đánh vào. Còn nếu như các bạn không có trang web thì các bạn đánh đại một cái trang web nào cũng được. Tại vì ở đây mình tạo một cái chiến dịch để mình đăng ký cái tài khoản Google Ads, cho nên nó không ảnh hưởng gì nha các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể vào kênh YouTube của mình. Các bạn copy cái link kênh YouTube của mình, các bạn dán vào cũng được. Rồi các bạn dán vào. Rồi các bạn bấm tiếp. Rồi tại cái giao diện này, các bạn kéo xuống, các bạn chọn vào tiếp. Rồi tại cái giao diện này, thứ nhất là dòng tiêu đề 1, dòng tiêu đề 2, dòng tiêu đề 3, nội dung mô tả 1, nội dung mô tả 2, thì các bạn đánh đại vào cái gì cũng được. Nếu như trong quá trình đăng ký, trang web nó đã hiện lên sẵn cho mình, ví dụ như của mình đây là kênh YouTube thú vị, kênh YouTube tại địa phương, thì các bạn khỏi cần phải đánh gì, các bạn giữ nguyên. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn đánh số điện thoại của mình vào. Rồi sau khi nhập số điện thoại mình xong, các bạn chọn vào tiếp. Rồi nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thêm chủ đề từ khóa để cho khớp với quảng cáo của bạn với nội dung tìm kiếm. Thì với cái giao diện này các bạn giữ nguyên.
và các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào tiếp. Rồi tiếp theo, hãy hiển thị quảng cáo của bạn ở những vị trí phù hợp. Rồi các bạn cũng giữ nguyên và các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào tiếp. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Đặt ngang sách để nhận kết quả mong muốn. Thì các bạn giữ nguyên và các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào tiếp. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái giao diện. Nó yêu cầu mình hãy xem lại cái chiến dịch của bạn để đảm bảo chiến dịch đó đúng như mong muốn. Rồi các bạn kéo xuống. Rồi các bạn chọn vào tiếp. Rồi tại cái giao diện này, quốc gia thanh toán Việt Nam các bạn để giữ nguyên. Múi giờ các bạn giữ nguyên. Rồi các bạn kéo xuống. Các bạn click vào có, hãy gửi cho tôi mẹo và hiệu quả chương trình khuyến mãi. Rồi tại thông tin khách hàng, thứ nhất là loại tài khoản, các bạn chọn vào. Các bạn chọn cá nhân. Rồi tiếp theo tên và địa chỉ, các bạn đánh tên của mình vào. Rồi dòng địa chỉ 1, các bạn nhập cái địa chỉ của mình vào. Rồi dòng địa chỉ 2, các bạn để trống. Tiếp tục thành phố, các bạn đánh thành phố của mình vào. Nếu như các bạn ở tỉnh thì các bạn đánh cái tỉnh của mình vào. Tiếp tục tỉnh, các bạn chọn vào. Các bạn chọn cái tỉnh của mình. Rồi tiếp tục mã bưu điện, các bạn đánh cái mã bưu điện của cái tỉnh mình vào. Nếu như các bạn không biết cái mã bưu điện của tỉnh mình, các bạn mở thêm một tab nữa. Nếu như các bạn ở tỉnh nào thì các bạn chọn vào mã bưu điện của cái tỉnh mình. Rồi các bạn chọn cái mã bưu điện mà ở gần các bạn nhất. Rồi các bạn copy cái mã bưu điện. Rồi các bạn quay lại. Các bạn dán vào. Rồi tiếp tục số điện thoại, các bạn đánh số điện thoại của mình vào. Rồi tiếp tục các bạn kéo xuống, cách bạn thanh toán. Các bạn chọn vào thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Rồi ở đây nó có hai cái phương thức thanh toán. Thứ nhất là thẻ tín dụng, thứ hai là Momo. Thì ở đây đa phần các bạn đã sử dụng Momo rồi, cho nên mình sẽ chọn vào Momo là cái phương thức thanh toán. Rồi các bạn nhập số tiền vào. Tối thiểu là 160 nha các bạn. Rồi các bạn kéo xuống. Các bạn click vào tôi đồng ý các điều khoản và điều kiện của Google Ads. Rồi các bạn bấm vào gửi. Rồi tại đây nó yêu cầu mình thêm cái Momo vào. Bạn sẽ nhận được chuyển hướng đến Momo để xác minh tài khoản của mình. Các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi tại đây nó yêu cầu mình kết nối Momo với cái dịch vụ thanh toán của Google. Thì các bạn mở Momo của mình lên. Các bạn chọn vào quét mã. Rồi các bạn đưa cái điện thoại của mình vào để quét cái mã này. Rồi lúc này trên điện thoại các bạn chọn vào xác nhận. Rồi ok, xác thực thành công. Rồi các bạn chọn vào gửi. Rồi nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất quy trình thiết lập. Vậy là mình đã tạo xong cái tài khoản Google Ads. Các bạn chọn vào khám phá chiến dịch của bạn. Rồi tại cái giao diện này, các bạn chọn vào cài đặt. Rồi các bạn chọn vào chuyển sang chế độ chuyên gia. Rồi các bạn chọn vào chuyển sang chế độ chuyên gia. Rồi đây là cái giao diện chính của tài khoản Google Ads. Thì tại đây các bạn có thể tạo cái chiến dịch để quảng cáo cho video của mình. Còn đây là cái chiến dịch mình mới tạo xong để tạo cái tài khoản Google Ads.
các bạn có thể xóa đi. Rồi để quảng cáo được cho video của mình, đầu tiên các bạn chọn vào công cụ và cài đặt. Rồi các bạn chọn vào tài khoản đã liên kết. Rồi các bạn kéo xuống. Tại cái YouTube, các bạn chọn vào chi tiết. Rồi tại đây mình sẽ liên kết cái kênh YouTube của mình vào cái tài khoản Google Ads này. Thì để liên kết cái kênh YouTube của mình vào, các bạn chọn vào Ad Channel. Rồi các bạn quay lại kênh của mình. Các bạn copy cái đường link kênh của mình. Rồi các bạn quay lại. Các bạn dán vào. Rồi các bạn chọn vào hàng phía trên. Rồi các bạn chọn vào Go to YouTube. Rồi ok, vậy là mình đã liên kết cái kênh YouTube của mình vào cái tài khoản Google Ads này. Các bạn thoát ra. Rồi để quảng cáo cho video của mình, các bạn chọn vào chiến dịch mới. Rồi tại đây các bạn chọn vào tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu. Rồi các bạn chọn vào tạo quảng cáo video. Rồi tại đây các bạn giữ nguyên chiến dịch video tùy chỉnh. Các bạn kéo xuống. Các bạn chọn vào tiếp tục. Rồi thứ nhất là tên chiến dịch. Các bạn đặt cái tên chiến dịch của mình thì cái tên nào cũng được các bạn, để cho các bạn nhớ được cái chiến dịch của mình thôi. Rồi tiếp tục các bạn kéo xuống. Tại đây ngăn sách và ngày. Thứ nhất là tổng chiến dịch, thứ hai là hàng ngày. Các bạn muốn chạy cái chiến dịch như thế nào thì các bạn chọn vào. Ví dụ như hàng ngày thì các bạn muốn một cái ngày đó nó chạy hết 200.000 thì các bạn chọn vào hàng ngày. Nó chạy xong cái ngày đó rồi các bạn chạy tiếp. Còn các bạn chọn vào tổng chiến dịch thì các bạn đặt 500.000, các bạn muốn cho chạy 3 ngày, 4 ngày hoặc là 5 ngày tùy vào cái số tiền mà các bạn thiết đặt cho mình. Và các bạn mới quảng cáo, các bạn nên chọn vào hàng ngày để mình chạy xong cái ngày này. Nếu muốn thì mình sẽ chạy tiếp, còn không thì mình sẽ ngưng. Rồi các bạn chọn vào số tiền. Ví dụ như ngày nay mình muốn chạy 200.000. Rồi các bạn chọn vào chỉnh sửa ngày. Các bạn chọn cái ngày để chạy cái chiến dịch của mình. Rồi các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn cái ngày mà mình muốn chạy cái chiến dịch của mình. Rồi tiếp tục các bạn kéo xuống. Ngay tại vị trí mạng, kết quả tìm kiếm YouTube, video trên YouTube, đối tác video trên mạng hiển thị, các bạn chọn vào. Thì tại cái mạng này, các bạn giữ lại kết quả tìm kiếm trên YouTube, video trên YouTube, các bạn bỏ đối tác video trên mạng hiển thị đi. Vì đối tác video trên mạng hiển thị nó sẽ quảng cáo ngoài YouTube, nó sẽ tốn tiền các bạn mà nó không đạt hiệu quả gì đâu các bạn. Rồi tiếp tục, chọn vị trí để nhắm mục tiêu. Nếu như các bạn muốn quảng cáo video của mình trên tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ thì các bạn click vào. Hoặc là các bạn muốn quảng cáo video của mình trên lãnh thổ Việt Nam thì các bạn chọn vào. Rồi tại ngôn ngữ, các bạn giữ nguyên tất cả ngôn ngữ để khi người ta xem bất kỳ cái ngôn ngữ nào thì họ cũng xem được cái video của mình. Nếu không các bạn cũng có thể bấm vào và các bạn chọn một cái ngôn ngữ của mình. Rồi tiếp tục các bạn kéo xuống. Tùy chọn loại trừ nội dung. Tại cái vị trí này các bạn giữ nguyên. Tiếp tục là tên nhóm quảng cáo. Thì cái này cũng là cái tên giống như phía trên thôi các bạn. Hoặc là các bạn có thể copy. Các bạn dán vào. Các bạn để sắp 1. Rồi thông tin nhân khẩu học, đối tượng các bạn giữ nguyên. Tiếp tục là từ khóa, chủ đề, vị trí đặt, các bạn cũng giữ nguyên. Rồi tiếp tục đặt giá thầu. Ví dụ như ở đây mình đặt là 46. Tùy theo cái số tiền các bạn mà các bạn đặt cái giá thầu. Hoặc là các bạn đặt 30. Hoặc là các bạn đặt 64. Thì đây là cái giá tối đa để mình bỏ ra cho một lượt click xem vào cái video của mình. Nhưng mà khi nó chạy có thể thấp hơn nha các bạn. Thì các bạn đặt càng cao, khả năng cái video của bạn chạy sẽ rất là cao. Nhưng đổi lại thì các bạn tốn nhiều tiền hơn.
Rồi tiếp tục. Video trên YouTube của bạn thì tại cái vị trí này, mình đưa cái video mà mình cần quảng cáo vào. Các bạn có thể bấm vào đây, các bạn tìm kiếm cái video của mình. Hoặc là các bạn vào cái kênh của mình. Các bạn copy cái đường link video của mình. Rồi các bạn dán vào. Rồi tại đây là định dạng quảng cáo, là các bạn chọn cái quảng cáo nào cho cái video của mình. Thứ nhất là quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua. Đây là cái dạng quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua. Thì các bạn hay xem trên YouTube, nó sẽ xuất hiện cái quảng cáo như thế này. Các bạn bấm bỏ qua. Thứ hai là quảng cáo video Discovery. Đây là cái dạng quảng cáo hiển thị phía ngoài. Các bạn xem video trên YouTube, các bạn cũng hay thấy cái quảng cáo như thế này. Nếu như các bạn chọn vào quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, thì với cái quảng cáo này, đa phần người xem toàn là clip bỏ qua, cho nên đa phần các bạn sẽ không được gì. Nhưng mục tiêu các bạn quảng cáo video là để tăng view, để mọi người biết đến, tăng giờ trong cái kênh của mình. Thì các bạn chọn vào quảng cáo video Discovery. Rồi tại cái hình thu nhỏ, các bạn chọn một cái hình thu nhỏ nào cho nó bắt mắt và thu hút người xem. Rồi tiếp tục là tiêu đề. Các bạn chọn một cái tiêu đề cho nó hấp dẫn, để khi người ta đọc vào, người ta sẽ click vào cái video của mình để người ta xem. Ví dụ như mình chọn là siêu nhân. Rồi tiếp tục, nội dung mô tả một, các bạn mô tả về cái video của mình. Rồi tiếp tục nội dung mô tả 2. Thì tại đây các bạn sẽ đánh vào cái lượt xem video của mình. Các bạn nên đặt cái lượt xem này cao, để khi người ta nhìn vào, thấy cái lượt xem cao, họ sẽ click vào họ xem. Ví dụ như mình đặt là 67.000 lượt xem. Rồi tiếp tục quảng cáo. Các bạn đặt cái tên quảng cáo. Rồi ví dụ như mình đặt cái tên quảng cáo là cách làm siêu nhân bay. Rồi sau khi chọn xong, các bạn chọn vào tạo chiến dịch. Rồi xin chúc mừng, chiến dịch của bạn đã sẵn sàng. Các bạn chọn vào tiếp tục đến chiến dịch. Rồi đây là cái chiến dịch của mình vừa mới tạo xong. Các bạn chọn vào đây. Khi nó chạy, nó sẽ hiện lượt hiển thị, lượt xem của cái quảng cáo của mình. Rồi các bạn chọn vào quảng cáo và phần mở rộng. Rồi các bạn xem, cái chiến dịch của mình đang chờ xử lý và đang được xem xét. Khi nào Google Ads xử lý xong, duyệt cái quảng cáo của mình, thì lúc đó quảng cáo của mình nó sẽ chạy. Thì lúc này cũng tùy thuộc vào cái nội dung video của các bạn thôi. Có thể là 5 phút, 10 phút, cũng có thể là 1 ngày, 2 ngày, nó sẽ xét duyệt cái video của các bạn. Rồi để nạp tiền vào cái tài khoản Google Ads này để quảng cáo cho video của mình, các bạn chọn vào thanh toán. Rồi các bạn chọn vào tóm tắt. Rồi tại đây các bạn chọn vào thanh toán. Thì lúc nãy mình đã chọn cái phương thức thanh toán là Momo. Thì lúc này các bạn chỉ cần chọn vào thanh toán. Đồng thời bên tài khoản Momo của bạn có tiền, thì nó sẽ chuyển vào tài khoản Google Ads này. Rồi đây là hai cái chiến dịch mình đã tạo. Thứ nhất là cái chiến dịch lúc nãy mình tạo để đăng ký tài khoản Google Ads này. Các bạn có thể xóa đi. Các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn vào chỉnh sửa. Rồi các bạn chọn vào loại bỏ. Xác nhận. Rồi ok, vậy là còn một cái chiến dịch của mình vừa mới tạo xong. Rồi ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta quảng cáo video của mình trên YouTube. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn tạo được cái quảng cáo video của mình, giúp cho video của mình tiếp cận được nhiều người hơn và phát triển kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.